Kính thưa thầy, như thầy đã nói, để doanh nghiệp hiện nay có thể phát triển bền vững và thực sự hội nhập được thì một trong những yếu tố rất là quan trọng đó chính là văn hóa tổ chức, xây dựng cho doanh nghiệp đó một cái phong cách, một cái văn hóa từ cái hệ giá trị cốt lõi. Nhưng mà dường như là với những doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, thì những vấn đề này chưa được quan tâm đúng mức. Vậy thì thầy có thể cho chúng em biết và cho các độc giả của Công lý Xã hội biết là biểu hiện của một doanh nghiệp thiếu vắng đi cái văn hóa doanh nghiệp được không ạ? Xin cảm ơn một câu hỏi rất thú vị và toàn diện, cũng như là sâu sắc về mặt thực tiễn xã hội của bạn. Kính thưa quý báo, phải nói là từ năm 1998, cái văn hóa tổ chức, trong trường hợp này là chúng ta gọi là văn hóa doanh nghiệp, đã là thực sự đã đi vào cái thực tiễn của đào tạo cũng như của ứng dụng ở các doanh nghiệp Việt Nam. Và cho đến bây giờ thì hơn 20 năm, cá nhân tôi cũng như các đồng sự đã cảm nhận rằng là cái văn hóa doanh nghiệp là một cái thành tố cực kỳ quan trọng, thiết yếu. Bởi vì chính nhờ nó mà nó tạo nên văn minh quản trị, chính nhờ nó tạo nên chất lượng và giá trị của thương hiệu, chính nhờ nó tạo nên các uy tín của các doanh nghiệp đối với cộng đồng. Tôi cho rằng là không có vấn đề gì về nhận thức. Thế nhưng với các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì dường như có một câu chuyện họ quan tâm thường xuyên và thường trực. Chúng ta cứ gọi theo cách dân dã là cơm áo gạo tiền. Và điều đó hối thúc họ là gì? Quan tâm đến những cái điều đó mà sao nhãng đi, hoặc chưa có sự tập trung về đầu tư, rồi tập trung về mặt phương pháp để xây dựng cái văn hóa doanh nghiệp một cách toàn diện, để nó trở thành một cái thành tố mang chất trụ cột và xuyên suốt. Tuy nhiên nhìn một số các doanh nghiệp lớn hơn thì do cái thời gian của họ, do cái quy mô của họ, do cái sự thâm nhập sâu rộng vào thị trường của họ, và đặc biệt do cái yếu tố hội nhập kinh tế ở các vùng miền và các quốc gia, cho nên họ đã nhận thấy văn hóa doanh nghiệp là một điều không thể thiếu vắng. Và đồng thời họ cũng học tập được những cái văn minh về thương mại, văn minh đầu tư, văn minh quản trị, văn minh kinh doanh từ các đối tác trong cái quá trình phát triển. Cho nên quay ngược trở lại, họ đã ý thức và họ đã đầu tư và họ đã xây dựng cái văn hóa doanh nghiệp trở thành một cái thành tố thường xuyên hơn. Tuy nhiên là xin lưu ý câu hỏi của quý báo, với doanh nghiệp vừa và nhỏ và những doanh nghiệp nó vừa mới hình thành thì chúng ta thấy rằng không được chờ đợi, không được chậm trễ để xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Tại sao tôi phải nói như vậy? Là bởi vì có những cái tâm lý mà tôi được gặp khá phổ biến, rằng là đợi một hôm nào chúng ta có điều kiện hơn, đợi một ngày nào chúng ta có tầm cỡ hơn thì xây dựng văn hóa doanh nghiệp lúc ấy đủ chín muồi hoặc không vội. Văn hóa doanh nghiệp thì đành rằng là không thể là vội, đành rằng là gì, phải có điều kiện, nhưng nó không phải là một thứ mà chúng ta chờ đợi. Ví như một con người không đợi đến là già rồi mới có sự văn hóa. Thực sự là mọi người cứ nghĩ đến cái việc là quốc tế hóa, cứ nghĩ đến việc là mang sản phẩm của Việt Nam đi xuất khẩu và cứ tập trung vào những cái sản phẩm đó. Thế nhưng mà yếu tố văn hóa doanh nghiệp nó cũng là một trong những yếu tố mà quyết định xem việc là chúng ta có thể chơi với cả những doanh nghiệp ở châu Âu cùng đẳng cấp với họ hay không, và có thể bắt tay được với họ hay không. Thế thì trong quá trình làm việc, Việt Nam Đức đã được đi trong cái data bay có khoảng 2.000 doanh nghiệp về sản xuất, trong đó trực tiếp tôi đã có điều kiện đi đến thăm và làm việc với khoảng 300 doanh nghiệp. Thì cái nhận thức này của các chủ doanh nghiệp thì về cơ bản là vẫn còn ở mức rất độ rất là primitive, tức là vẫn rất là hạn chế.